Hà cho biết cô đã tiếp xúc gần với đại diện Bahamas trong vài ngày qua. Hiện tại, người đẹp Việt ho, đau họng và có kết quả âm tính lần một. Tối ngày 16 tháng 12 giờ Việt Nam, trang chủ Miss World thông báo chung kết cuộc thi sẽ rời lại trong 90 ngày vì vấn đề an toàn, đặc biệt sau khi đã có một số thí sinh dương tính với nCoV. Cùng thời điểm, đại diện Việt Nam Đỗ Thị Hà đã livestream chia sẻ với khán giả về việc cô có tiếp xúc gần với người đẹp Bahamas, cũng là một thí sinh đã mắc COVID-19. Theo Đỗ Thị Hà, cô không cùng phòng với bất kỳ thí sinh nhiễm bệnh nào, nhưng trong nhóm luyện tập đồng diễn của cô đã có 4 ca F0. Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết cô đã đau họng, ho vài ngày qua. Đại diện Bahamas đã ốm 2 ngày rồi nhưng luôn xét nghiệm ra âm tính, tới ngày thứ 3 tức hôm nay mới ra kết quả dương tính. Mà trong 2 ngày qua, tôi đã tiếp xúc với bạn ấy rất nhiều, đứng cạnh nhau trong lúc đồng diễn rồi trêu đùa, ôm hôn nhau, người đẹp 20 tuổi chia sẻ. Đỗ Thị Hà cảm thấy may mắn khi có kết quả âm tính lần đầu khi xét nghiệm COVID-19. Ngoài ra, Đỗ Thị Hà tiết lộ đương kim Hoa hậu Tony An Sinh và bà Julia Molly, chủ tịch cuộc thi Miss World đều đã dương tính với nCoV. Đây cũng là lý do đêm chung kết cuộc thi bị hoãn đột ngột ngay trước giờ diễn ra sự kiện. Chia sẻ thêm về cảm xúc, sau khi nhận tin hoãn chung kết, Hoa hậu Đỗ Thị Hà viết, lúc đó, tôi chỉ lững thững đi về phòng, đặt ly sữa đang cầm trên tay xuống, và mở lướt lại từng ảnh từ hồi mình bắt đầu chuẩn bị cuộc thi, cho đến những tấm hình những ngày gần đây. Có một chút hụt hẫng, nhưng chúng tôi không khóc nữa, vì chúng tôi hiểu đây là việc nên làm để bảo vệ sức khỏe mọi người. Khi viết những dòng tâm sự này, tôi vừa bước ra khỏi nhà ăn nơi chúng tôi có bao nhiêu kỷ niệm ở đây. Mọi người vừa tạm biệt nhau, vì ngày mai mỗi người sẽ lên những chuyến bay khác nhau, mỗi người sẽ về một nơi, đại diện Việt Nam chia sẻ thêm. Cô cũng tâm sự thêm về hành trình chuẩn bị đến với Miss World đầy khó khăn của mình. Người đẹp xứ Thanh không có điều kiện luyện tập trực tiếp với các chuyên gia để chuẩn bị cho cuộc thi, cô phải ở nhà học trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch và giãn cách xã hội. Đỗ Thị Hà chỉ có một tháng để hoàn tất các công việc liên quan đến cuộc thi Miss World. Nhiều hôm lịch chương trình của tôi bắt đầu từ 4 đến 5 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ đêm. Nhiều hôm rất mệt nhưng tôi không nản lòng, dặn lòng phải tiếp tục cố gắng. Cô viết, Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng chia sẻ thêm về việc lần đầu được xuất ngoại, cảm giác háo hức, cũng như khó khăn khi gặp khác biệt ngôn ngữ, văn hóa ở nước ngoài. Cô cũng gặp nhiều áp lực khi dự thi Miss World. Trước đó, trang tin địa phương Premier Holland đưa tin đã có 17 ca người COVID-19 liên quan đến Miss World, gồm thí sinh và nhân viên kỹ thuật. Tuy nhiên, trang tin trên không đăng tải cụ thể về danh tính các F0, duy nhất đại diện Indonesia được xác nhận đã nhiễm COVID-19. Đại diện đơn vị quản lý tại Việt Nam của Đỗ Thị Hà cho biết, trước mắt cô